Cho nên người ta có thần túc nhưng mà người ta không sử dụng. Cũng như bây giờ thầy tu xong thầy không sử dụng thần túc là tại sao? Tại vì thầy không muốn làm nhà ảo thuật. Các con hiểu không? Làm cho mấy con coi để mà thấy thật hay quá. Sự thật là cái trọng lượng như thế này mà đưa tay dở như thế này mà cái thân người lơ lửng hết, hoặc là thầy ngồi thế này mà bay lơ lửng thì mấy con thấy quá tuyệt vời. Nhưng mà không ngờ thầy làm trò ảo thuật cho mấy con coi chứ có cái gì khác hơn. Thì các nhà ảo thuật nó cũng làm được chứ có gì đâu mà phải đợi tới thầy. Các con hiểu không? Còn bây giờ mà thầy nói chuyện là gia đình con như thế này kia, năm nay nó sẽ tốt hoặc xấu, làm cho con buồn phiền, sự thật ra con lo lắng cái gì? Tức là biến thầy trở thành người tu, thành thầy bói rồi mất rồi còn gì? Có phải không? Mà thầy đi tu để giải thoát chứ đâu phải là thầy đi làm thầy bói để mà nói chuyện với gia đình người ta, làm cho người ta sợ, làm cho người ta mừng. Cái điều đó không nên. Mà biểu diễn những cái thần thông thì mấy con thấy là trò ảo thuật. Mà mấy con có làm được đâu, thì không làm được thì đó là trò ảo thuật chứ sao? Có gì đâu. Chứ có lợi ích gì cho mấy con đâu. Coi đã mắt thôi chứ sự thật ra cũng có cái gì mà lợi ích cho. Chính cái điều mà thầy dạy mấy con giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, chính những điều mà thầy dạy cho mấy con để cho mấy con được giải thoát, đó là mới sự lợi ích cho mấy con. Ai chữ thì mấy con nhớ như thế này. Lòng mình tức giận, quán ly tham tôi biết tôi hết vô, quán ly tham tôi biết tôi tới ra. Hoặc là tức giận thì mấy con nói quán ly sân tôi biết tôi hết vô, quán ly sân tôi biết tôi... Thì mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, mà tập trung trong năm hơi thở ra thì mấy con không có thở nữa, mấy con thấy cái sân nó chạy đâu mất rồi. Tại vì hồi đó nó đang tức giận. Mà giờ nếu mà để tức giận thì mình phải tức quá, mình chịu không nổi, mình phải chửi mắng lại người ta. Hoặc là mình đập đầu trong gối, mình đập đầu trong đá, mình chết đi. Vì mình tức quá. Bây giờ mình không làm cái điều đó thì mình phải mau mau là nhớ lời thầy dạy. Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, mấy con ngồi lại im, mấy con nhìn lại cái sân mình còn không động gì, bấm mất, miếng mất à. Có phải không mấy con thấy không? Bởi vì khi nào đang sân mà mấy con nhớ, mấy con làm một cái gì khác thì cái sân của mấy con sẽ hết. Cho nên có một người như thế này, khi mà tâm họ buồn phiền, sân hận gì đó, cái họ hát nghiêu ngao hơi, cái họ quên, họ mất. Còn mình cứ để mình làm thinh đó thì cái tâm sân nó cứ nằm ngự trị trong tâm của chúng ta, rất là khó, rất là khó bỏ. Cho nên vì vậy mà thầy khuyên mấy con về định niệm hơi thở. Mấy con còn đang sống ở trong cái cuộc sống của xã hội, chung đụng với mọi người trong gia đình của mình, thì nên tập 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Tâm mình nó ngồi đây mà nghĩ lăng xăng, nó lo lắng quá, mà cái công chuyện làm ăn nó buộc mình phải lo như vậy, mà nó không có chịu để cho mình nghĩ, thì mấy con nhắc, mấy con nhắc nhì thì nó sẽ yên lặng rồi. An tịnh tâm hành. Tâm hành hồi nãy thân hành là bị đau, còn cái tâm mình nó lăng xăng là cái bệnh tâm rồi đó. Thì an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết, rồi mấy con hít vô thở ra thì cái tâm của mấy con nó sẽ an trở lại, nó không có niệm lăng xăng nữa. Các con hiểu không? Nó giúp cho mấy con đừng có nghi ngờ nhiều, mà ngủ không được mà cứ nghi ngờ thì mấy con nhắc nó vậy, rồi mấy con sẽ nằm một chút xíu mấy con ngủ được. Nên chứ không nó thuốc suốt đêm mà nó lo nghĩ thì nó lại sanh cái bệnh mất ngủ à, nó không tốt. Cho nên ở đây có những cái phương pháp mà mấy con cần phải đọc nghiên cứu về định niệm hơi thở để giúp cho mấy con có đau, để cho mấy con dưỡng dưỡng cái tâm của mấy con. Chứ vào bệnh viện mặc dù uống thuốc nhưng mà nó vẫn đau nhất, thì mấy con muốn cái tâm mình cho an ổn, an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con nương vào hơi thở biết vô thở ra vô. Cái bệnh của mấy con thay vì uống thuốc á, nó phải tốn 100.000 thì mấy con sẽ chỉ uống thuốc chỉ cần 5-10.000, 20.000 là hết bệnh. Tại sao? Tại vì cái tinh thần nó vững vàng, cho nên cái bệnh nó mau hết. Còn mấy con mà cứ tập trung trong cái bệnh, cứ lo lắng nó như thế này, rồi bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ vợ con, thôi lo lắng đủ thứ thì cái bệnh nó lại tăng thêm mấy con. Đừng có nghĩ lo gì hết mà chỉ tắt ý cái câu đó, rồi ở trong hơi thở, thở ra, thở vô, thì cái thân bệnh của mấy con nó mau lành lắm. Nhớ, đừng có để cho cái tâm nó tập trung cái đau, rồi nó tập trung cái đau thì nó lo lắng, sợ chết, sợ bỏ gia đình, chưa làm xong cái chuyện này, chuyện kia mà chết, thì mấy con sẽ bị động, và bị động thì cái bệnh nó tăng lên, nó không có giảm dễ dàng. Nhớ lời thầy thì mấy con sẽ tự cứu lấy mình một cách dễ dàng. Và nhớ nghiên cứu kỹ những cái bài định niệm hơi thở, đó là cái pháp mà Đức Phật dạy để chúng ta ngăn ác, diệt ác, để sanh thiện, tăng trưởng thiện.
đó là cái pháp của định niệm hơi thở. Cái phương pháp đó để giúp cho những người tu pháp tứ chánh cần. Thường tứ chánh cần thì nó ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, nhưng chúng ta không biết là lấy cái gì mà chúng ta ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện đây. Cho nên nó phải có cái phương pháp, mà phương pháp đó gọi là 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Vậy thì quý Phật tử muốn làm, muốn đem lại sự bình an cho mình trong cuộc sống hàng ngày chúng đụng với mọi người, thì nên sử dụng định niệm hơi thở. Đó là cái phương pháp để cứu mình. Còn đi xa nữa thì không phải việc định niệm hơi thở, nghĩa là muốn chứng đạt được cái tâm vô lậu để làm như Phật, như Thầy, thì mấy con phải sống độc cư trọn vẹn trong một cái thất, không nói chuyện, không tiếp duyên ai, phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, rồi mới dạy mấy con cái phương pháp trên thân quán thân tứ chánh cần ở tứ niệm xứ. Từ đó mấy con mới thực hiện được cái tâm vô lậu hoàn toàn có tứ thần túc, chứ không khéo nó không có. Các con hiểu chưa? Nó có phương pháp, nó có đường lối thắng ngoài, chứ đâu phải muốn tu đại đâu, đâu phải niệm Phật cái rồi nó thành Phật được liền, hoặc là niệm Phật thì nó được giảng sanh liền, đâu có chuyện đó đâu. Hoặc là mấy con ngồi thiền có mấy con nhập thiền định được liền, đâu có đâu, cái chuyện đó không có. Nó nhập thiền định tưởng, nó nhập thiền định tà định, nó làm cho mấy con lệch đường, sai hướng.